thì trước khi vào video này anh em hãy bấm đăng ký, quả chuông và nhớ like video cũng như đừng quên share nhá thân yêu. Hello anh em, chào anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Thì mình là Đạm Đá đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với series Tony Conan anh em. Như máy này nó quay hơi sáng rồi anh em nè. Đấy, thì mình đã có sưu tầm một ít cái thẻ Tony Conan này anh em. Mình cũng đã giải được khá rồi, nhưng mà không phải dây khá, mình cũng đã giải hết rồi anh em. Đấy, nhưng mà chỉ có một câu đố mà mình vẫn gọi là đang đau đầu nhức óc mà suy nghĩ đây anh em à. Ok, thì mình sẽ để câu đố cuối video nha anh em. Bây giờ mình sẽ mở hai bộ bánh này ra trước nha. Đấy. Thì ở đằng sau này nó có một cái gì như là một cái mảnh ghép ha anh em. Đấy, anh em sưu tập đủ 3 mảnh ghép rồi anh em ghép lại, anh sẽ được một bức hình ha. Anh em nào ghép được chưa? Mình thấy trên Facebook anh em đăng đầy ấy mà. Rồi, thì mình sẽ mở bên này trước nha. Đây. Lá đầu tiên lá gì đây? Ok. Mình thấy màu đỏ, chứng tỏ mình chưa có chồng. Ok. Giờ mình sẽ lật. Yeah, khó quá anh em à. Đây. Ok. Lá đầu tiên ha, đây là thẻ manh mối. Không có thẻ nhân vật á, hình như là nó không có thẻ nhân vật anh em ơi. Ok, nó bớt sáng rồi. Anh em thấy coi vậy nó đỡ không anh em, nãy sáng quá coi nó sao. Rồi, đây thằng nào đây? Hattori Heiji, học sinh lớp 11 trường Kakaita Gakuen, thám tử trung học viễn Tây. Manh mối vụ án, chìa khóa đuổi hình bắt chữ. Cái gì đây? mình đuổi hình bắt chữ ngu lắm anh em à. Cái này là cung tên, rồi nàng tiên, rồi biển, rồi nàng tiên cá, rồi cái gì đây mình chả hiểu gì nữa anh em à. Hả? Quang từ thò cái câu này cũng khó đấy anh em à. Mình đặc biệt là đối với những cái thằng mà ngu đối với nó bất chủ như mình anh em. Cái gì chấn thương, biển, tiên cá, đi mình coi mình trả coi, như là những cái tấm lá bài trước mình nó có liên quan gì đến đây nè. Không phải anh em ơi, nó không có liên quan gì hết trơn ấy. Ủa gì cái câu này là cái câu gì trời? Lần trước mình giải thấy còn dễ chứ giờ nó giải ra mấy câu, nó ra tới mấy câu gì luôn anh em ơi. Chả hiểu mấy câu này gì nữa. Anh em nào biết thì nhớ comment bên dưới nhé. Mình nói thiệt ấy, mình không biết câu này. Rồi ok, bài thứ hai ha. Bài cuối cùng của ngày hôm nay. Nói chung là video mình nó cũng ngắn anh em à. Anh em coi một ngày, một tuần khoảng đâu 2-3 video rồi. Rồi ok, bài thứ hai lấy đây. Cũng lá manh mối, chưa có lá gì mới anh em. Mình chắc chắn tương lai Tony sẽ cập nhật thêm mấy cái lá gì đó mới mà. Ok, lấy gì đây. Dạ vâng, rồi mong rằng Tony đừng có làm mình đau đầu nữa anh em. Đây nó đây anh em à. Đây chính là cái thứ mà ra mình làm mình đau đầu mấy ngày hôm nay ấy. Đó chính là cái manh mối thứ 7. Lá này mình đã có một lá anh em. Hãy anh em nhìn nè. Chìa khóa là cái chữ gì đây anh em, nhìn rõ không? Mình nhìn nó không có ra cái chữ gì hết, mà ở đằng đây nó ghi là Toyota Tolomo Grato Colombo Orodido. Đấy, nói chung là chìa khóa này anh em có hiểu cái chữ này chữ gì không? Mình không hiểu cái này là cái chữ gì cả. Mình nhìn vô mình cứ thấy nó giống như là một cái tô ba tô phở với lại một tô bún đậu mắm tôm hơn anh em à. Rồi ok, anh em nhìn rõ chưa? Đấy. Ok, thì hôm nay mình đã mở được hai lá bài anh em. Đấy, đầu tiên là lá của hàng Hattori Heiji và lá của hàng Shiratori Ninjaburu. Đấy, anh em nào mà biết được đáp án thì hãy nhớ comment bên dưới nha anh em. Đấy, đây, manh mối vụ án, chiều quá đủ mất chữ. Anh em nhìn nè, nhìn kỹ nha anh em, mình sẽ tua lại gần cho anh em coi. Đấy, anh em thấy rõ chưa? Anh em có thể pause video lại nha. Cái gì trúng tên, tên đảo người cá. Có khi nào tên nó là tên đảo người cá không ta? Tên đảo người cá hả? Không biết nữa. Nói chung là anh em cứ đưa cho mình đáp án ở dưới, mình sẽ thu nhập lại và xem cái đáp án là đúng nhất. Đấy. Ok, thì mình đã gọi là mở ra được hai cái lá bài anh em, lá bài số 7 và lá bài số 8. Đặc biệt cái lá bài số 7 này là mình cũng chả hiểu nó đang nói gì hết anh em à. Đấy. Mình nói rồi, mình 2Q200 á mà. À quên, mình 2Q20 á anh em. Mình không có giải được mấy câu này. Mình cần anh em mà thông minh hơn mình. Hãy có gọi là hiểu biết sâu rộng về những cái thứ như thế này nè. Đó, thì anh em hãy comment bên dưới nha. Chứ mấy cái này là mình không hiểu gì rồi. Ok, thì bye bye anh em. Bye, chúc anh em một ngày tốt lành nhé.